nữ doanh nhân bất động sản ở Quy Nhơn bị bắt. Doanh nhân Ngô Thị Điều bị cáo buộc trốn thuế khi bán hơn 200 lô đất ở khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngày 28 tháng 9, lãnh đạo công an tỉnh Phú Yên cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh ở tỉnh Bình Định về tội trốn thuế. Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc công an tỉnh Bình Định, trưa nay Công an Phú Yên đang phối hợp với Công an phường Lê Lợi thành phố Quy Nhơn khám xét nhà riêng của nữ doanh nhân bất động sản Ngô Thị Điều. Cơ quan chức năng xác định bà Điều liên quan vụ giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất ở khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên không đúng quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước. Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định nữ doanh nhân này đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp dựa trên bảng giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành. Bà Điều đã tự đặt ra bản giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong quá trình chuyển nhượng, bà dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng, bị can đã tăng giá khoảng 3 lần. Mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng m2 tùy vào vị trí thửa đất. Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu. Trong thời gian từ ngày mùng 7 tháng 8 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là gần 158 tỷ đồng, nhưng thực tế, bà đã bán số thửa đất này với tổng số tiền là gần 321 tỷ đồng trên lệch tăng so với số liệu trên. Hợp đồng gần 159 tỷ đồng gây thất thu lớn tiền nộp thuế. Tháng 5 năm 2016, Tỉnh Phú Yên giao ban quản lý khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, phường Phú Đông, giai đoạn 1, năm 2017. Phú Yên tổ chức bán đấu giá một trong bốn khu đất với 262 lô nhà ở liền kề với phương thức giảm 5% tổng giá trị trúng đấu giá và hỗ trợ 10, 6 tháng lãi suất cho người trúng đấu giá. Kết quả, bà Ngô Thị Điều trúng đấu giá 262 lô đất với số tiền gần 162,5 tỷ đồng. Thực tế, bà Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỷ đồng thấp hơn giá khởi điểm của 262 lô đất này khoảng 8 tỷ đồng, theo phương thức giảm 5% tổng giá trị trúng đấu giá. Liên quan vụ việc này, ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Chí Hiến, cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh này và bà Nguyễn Thị Nở, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đến ngày 24 tháng 8, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Ngọc Duy, cùng 46 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Thuế và Mai Hắc Lợi, 59 tuổi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá 262 lô đất khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo hồ sơ, ba bị can Phú, Lợi, Duy có vai trò giúp sức cho ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Trong việc giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.